Tiếp theo là cái lô 46 nha quý vị, 20 cây sâm hương 150 bao cái ship. Anh nào mua cọc trước 150 gì đó ha. Rồi. 20 cây vậy nha, cái lông bồ cụm vậy nè. Đó mình về là mình mấy này mình chặt ngang đây nè, mình chặt ngang ở trên chút nữa là cũng có một cây lùng lùng chơi ha. Còn mấy này về tán ngang hết xì tuột ra mình uống lại. Dưới này nó có 2-3 cọng rễ hết nha quý vị. Rồi 20 cây như vậy. 150 nha. Nó có một cây này già siêu già luôn nè. Già dữ dội luôn, 2 năm tuổi trở lên. Rồi còn mấy cây kia năm mấy hết trơn rồi đó. Tại vì tôi bỏ bê, tôi bỏ vô đây lâu lắm rồi. Không có phân xuống gì trơn quý vị, nhìn là biết rồi. Rồi xuống nha quý vị.